Trên đường về thì chúng mình có ghé một cái trạm dừng chân, à không, một cái quán nước. À, đây là các bạn nhìn nè, các bạn có rất là nhiều bánh ở đây. Mà chúng mình đang ngồi trên là một cái nhà sàn, chứ không phải là trên mặt đất nha các bạn. Không có bánh không sữa.